Nhung ơi, bây giờ tao có việc bận phải ra ngoài. Mày cứ ngồi chơi đi, trong nhà của tao nhá. Rồi, đi đâu thì đi đi, tao trông cho. Thế nhá. Alo, anh à, anh đến luôn đi nhá. Nó vừa đi ra ngoài rồi. Vâng. Alo Hiếu à, cậu làm gì trong đó mà lâu thế? Cậu có biết tôi đang có cuộc họp rất quan trọng không? Nhà xe bị sao? Cẩn thận! Đi đứng kiểu gì đây? Để tôi đưa cô dậy. Cô có làm sao không? Người có bị thương chỗ nào không? Để tôi đưa cô vào bệnh viện. Tôi không sao. Anh có làm sao không? Mà sao anh đi đứng bất cẩn thế? Nếu như không có tôi thì làm sao? Chủ tịch ạ, anh có sao không ạ? Tôi không sao. Nếu như có cơ hội, nhất định tôi sẽ đền đáp cô. Hay là để tôi cho người đưa cô về nhé. À, cảm ơn anh, nhưng mà không cần đâu. Nhà tôi ngay gần đây mà. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu như cô có việc cần giúp đỡ thì liên hệ vào số này. Nếu giúp được, chắc chắn tôi sẽ giúp. Cảm ơn anh. Tôi là Dương. Còn cô là... Tôi là Nhiên. Cảm ơn anh nhé. Thôi, tôi về trước đây. Hai người về cẩn thận. Hai người... Hai người đang làm cái gì thế này? Nhiên, Nhiên, nghe anh giải thích đã. Nhiên, mày nghe tao giải thích đã. Mày im đi. Sao hai người lại làm như vậy? Tại sao lại lén lút sau lưng tôi, ngay trong chính căn nhà của tôi? Nhiên à, bọn anh không nghe em nghĩ đâu. Không như tôi nghĩ. Thế anh giải thích đi. Cảnh tôi vừa thấy là cái gì? Bọn anh Nhiên, tao xin lỗi. Tại tao yêu anh Long quá. Cả hai bọn tao đều có tình cảm với nhau. Tất cả là tại tao. Mày muốn đánh muốn chửi tao thế nào cũng được. Tao là bạn của mày cơ mà. Tại sao lại đối xử với tao như thế? Hai người, một người là bạn trai tôi, một người là bạn thân tôi, là hai người tôi hết mực tin tưởng. Tại sao lại đâm sâu lưng tôi như thế này? Cô ra ngoài, biến đi. Nhiên à, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh sẽ không bao giờ. Anh đi đi, đi ra khỏi nhà tôi. Tôi kinh đó mọi người. Alo mẹ à, con nghe đây. Ăn tối chưa con? Con ăn rồi. Dạo này bố mẹ khỏe không? Công ty ở bên đó thế nào rồi ạ? Bố mẹ thì vẫn khỏe, nhưng mà công ty... Công ty bị sao hả mẹ? Công ty bị cạnh tranh gay gắt. Thêm nữa, công ty đối thủ ăn cắp ý tưởng sản phẩm mới, nên mình phải hủy bỏ lô hàng đó. Bây giờ bố mẹ phải đi kêu gọi đầu tư, nếu không thì phá sản mất con ạ. Nghiêm trọng vậy à mẹ? Thế bố mẹ đã kêu gọi được nhiều chưa? Bố mẹ đã đi nhờ mấy chỗ, mà họ cũng đang gặp khó khăn, không giúp được gì nhiều. À, con thử hỏi thằng Long xem, nó có thể rót ít vốn cho công ty nhà mình không? Dù sao, cũng là chỗ quen biết, hai đứa lại đang quen nhau, nhà mình cũng đang quen nhau.
Nhà bên đó chắc là sẽ giúp nhà mình đấy con ạ. Còn với Long, con nhớ đến nhà Long, khéo một tí nhờ nó giúp nhá. Mẹ có việc rồi, mẹ cúp máy đây. Mẹ ơi, nhưng mà có chuyện gì? Tôi muốn gặp anh Long. Cô gặp người yêu tôi làm gì? Chẳng phải hôm qua cô vừa lớn tiếng đuổi người ta về hay sao? Mới một ngày không gặp mà tôi suýt không nhận ra cậu rồi. Cũng phải thôi. Bây giờ tôi không còn là con Nhung, một con hầu mà ngày nào cũng núp sau cậu nữa đâu. Cậu nói gì thế? Tôi chưa bao giờ coi cậu như vậy cả. Cậu không phải trưng cái bộ mặt lương thiện đấy ra làm gì. Ở đây không có ai đâu mà cậu phải diễn. Có chuyện gì mà om sòm lên thế? Ồ, xem ai đây này. Tôi cứ tưởng là cô sẽ không bao xuất hiện trước mặt tôi chứ. Tôi có chuyện muốn nói với anh đây. Có chuyện muốn nói với tôi á? Để tôi đoán nhá. Không thể nào là quay lại được. Thế thì đến để nhờ vả. Tôi nói đúng không? Đúng. Tôi đang muốn nhờ anh. Không ngờ cô tiểu thư như mày lại có ngày phải đi xin xỏ người khác thế này. Bố cô có gọi cho tôi nhưng mà tôi không bắt máy. Vậy là khổ công cô phải sang đến tận đây để nhờ vả. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, bởi vì chính tôi đã cài người sang công ty bố cô lấy mẫu sản phẩm mới đấy. Đồ khốn nạn, tại sao anh làm như thế? Giá mà hôm qua cô không nói lời chia tay với tôi, cô vẫn là người yêu của tôi á, thì có lẽ bây giờ tôi sẽ cho gia đình cô một con đường sống. Mày nghe anh ấy nói gì chưa? Anh ấy sẽ không giúp gia đình nhà mày đâu. Nhưng mà tao lại đang là người yêu của anh ấy, biết đâu tao nói với anh ấy vài câu làm cho anh ấy vui, anh ấy lại cho gia đình nhà mày một con đường lui thì sao? Tao chỉ có một điều kiện thôi, đấy là mày quỳ xuống cầu xin tao, làm được không? Hóa ra mày là con người như thế này à Nhung? Từ trước đến nay tao đối xử với mày tệ lắm à? Mày đối xử rất tốt với tao, nhưng mà biết làm sao bây giờ? Tao là người như thế đấy. Tao ghét những đứa giỏi giang hơn tao, xinh đẹp hơn tao, giàu có hơn tao. Mà thật không may, mày lại là người có tất cả những thứ đấy. Bây giờ nhìn mày thất bại, tao hả hê lắm. Biến khỏi đây đi. Chủ tịch ngân hàng ABA. Alo, chào anh. Cô là... Tôi là người hôm trước cứu anh ra khỏi vụ tai nạn ấy, anh còn nhớ không? À, tôi nhớ ra rồi. Sao tôi có thể quên được người đã cứu mình cơ chứ? Vâng. Thực ra tôi gọi điện cho anh là để nhờ anh một việc. Không biết là ngày mai anh có tiện gặp mặt không ạ? Được thôi, vậy mai gặp nhé. Vâng, cảm ơn anh. Chào anh. Chào cô, cô đến lâu chưa? Tôi cũng mới tới thôi ạ. À,
Anh cảm ơn. Tôi cũng không biết anh thích uống gì nên cứ gọi trước cho anh. Cảm ơn cô. Hôm nay tôi hẹn anh ra đây, thật ra là có chuyện muốn nhờ anh. Công ty gia đình tôi kinh doanh về đồ gia dụng, nhưng mà gần đây do gặp một vài vấn đề nên là có khó khăn về tài chính. Không biết là anh có thể đầu tư vào công ty tôi, hoặc là cho tôi vay một khoản. Chuyện này đối với tôi thì nó không có gì khó khăn cả. Tôi sẽ đầu tư vào công ty, nhưng với một điều kiện, cô sẽ là người đại diện thay tôi tham gia quản lý tình hình ở bên đó. Tức là anh cho tôi sử dụng quyền của nhà đầu tư ấy ạ? Đúng vậy, cô thấy sao? Nhưng mà tại sao anh lại để tôi quyết định mọi việc như vậy ạ? Nếu cô không đồng ý thì thôi vậy. Không, tôi đồng ý ạ. Vậy cô chuẩn bị một bản hợp đồng rồi mang đi công ty cho tôi. Dạ vâng ạ. Chủ tịch, như vậy liệu có ổn không ạ? Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, là tôi không còn là chủ tịch của cậu nữa mà. Tại tôi quen rồi, dù sao anh cũng là nhà đầu tư cho quán cà phê này, tôi gọi như thế cũng đâu có gì là sai. Nhưng mà hôm nay sao hai người lại muốn làm nhân viên phục vụ vậy ạ? Đương nhiên là tôi không muốn rồi, nhưng mà hôm nay có người cứ đòi đến làm nhân viên phục vụ cho cậu, tôi không làm trái ý cô ấy được. Có bao nhiêu nghề không làm, sao lại muốn làm nhân viên phục vụ vậy ạ? Cậu không biết đây thôi, cô ấy muốn làm mới bản thân, muốn được trải nghiệm ở những vị trí mới. Tôi đành chiều theo ý cô ấy vậy. Hôm nay anh cứ để tôi và anh Dương làm nhân viên phục vụ cho, anh không cần phải làm gì cả. Tuân lệnh bà chủ. Anh đừng gọi tôi như thế, hôm nay tôi chỉ là nhân viên phục vụ thôi. Cô không kiếm được cái quán nào tử tế hơn à? Bạn em nói là cà phê ở đây rất ngon, chắc chắn anh sẽ thích. Ai mà biết khẩu vị của cô không đâu vào đâu. Em gửi anh chị menu, anh chị uống gì để em làm ạ? Tôi không ngờ cậu lại thảm hại thế này đấy. Phải đến mức đi làm nhân viên phục vụ. Tiểu thư lá ngọc cành vàng ngày nào, giờ đã thành lọ lem thật rồi. Anh chị uống gì để em chuẩn bị ạ? Cho tôi một cà phê đen. Vậy thì phiền cô, cho tôi một cà phê đen, một cà phê sữa. Dạ vâng, anh chị đợi một lát. Anh ơi, bán 5 một cà phê đen, một cà phê sữa ạ. Ok, có ngay. Cà phê của anh chị đây ạ. Ừ. Đây là cà phê gì thế này? Quán các người làm ăn kiểu gì đây? Muốn đầu độc khách hàng à? Cà phê gì mà nguội ngắt, đắng kinh khủng? Muốn đầu độc khách hàng à? Đi vào pha cốc khác ra đây. Vâng, anh chị đợi một chút ạ. Bực hết cả mình. Nhiên, em không sao chứ? Đâu anh xem nào. Bị bỏng rồi. Để anh vào anh chườm đá cho. Này, tôi đã cho hai người đi chưa? Này, cô làm cái gì đấy? Đang lo lắng cho nó à? Gu của mày càng ngày càng lạ đấy. Đã mất công kiếm người yêu thì sao không kiếm một thằng nào ngon ngon một tí, lại đi kiếm cái thằng nhân viên quèn thế này thì bảo vệ mày kiểu gì? Này, cô ăn nói cho cẩn thận. Thôi anh, hôm nay sinh nhật anh Hiếu, mình bỏ qua đi. Sao? Một thằng nhân viên quèn mà đòi đối đầu với tao à? Một nhân viên quèn thì sao? Ít nhất tôi cũng không ăn nói vô học thức như cô. Mày! Anh Long, anh xem hai đứa chúng nó bắt nạt em đây này, anh đòi lại công bằng cho em đi. Ồn ào thế là đủ rồi. Hôm nay tôi có chuyện không vui. Chủ quán ở đâu nhỉ? Ngày hôm nay tôi sẽ cho hai người nghỉ việc hết một lượt. Chủ quán!
Không biết anh chị gọi tôi có việc gì không ạ? Anh là chủ quán ở đây. Đúng vậy, tôi là chủ quán ở đây. Tôi cho anh biết, tôi không biết bằng cách nào, nhưng từ ngày mai tôi không muốn hai người này xuất hiện ở đây nữa. Chuyện này... Còn nữa, tôi cho anh biết, tôi là giám đốc của một công ty phân phối thực phẩm nhất nhì vùng này, công ty PJ. Anh lựa mà thu xếp, nếu không á, tôi cho người san phẳng quán này của anh đấy. Nghe rõ chưa? Liệu mà làm. Thực ra, quán cà phê này trên danh nghĩa là của tôi, nhưng anh Dương mới là nhà đầu tư, người góp vốn nhiều nhất. Và lại, hôm nay hai người họ muốn đến đây làm nhân viên, chứ không phải là nhân viên ở đây. Anh Dương là chủ tịch ngân hàng ABA. Chỉ là chủ tịch ngân hàng thôi mà, có cái gì to tát đâu, phải không anh? Cô câm mồm! Tôi nghe nói, anh đã dở thủ đoạn với công ty của người yêu tôi, làm cho công ty suýt bị phá sản. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn anh, vì nhờ có anh mà tôi có cơ hội được giúp đỡ, vực dậy công ty và quen được Nhiên nữa. Công ty PJ hình như sắp phá sản thì phải. Cố liên hệ với tôi mấy lần, muốn vay tiền ở ngân hàng của tôi đúng không? Vậy thì tôi nói luôn nhá, tôi sẽ không cho công ty của anh vay 1.000 nào cả. À phải rồi, tôi cũng có nghe tin đồn là anh và bố anh sắp bị bắt vì bị nghi là rửa tiền. Bắt đầu từ ngày mai, cậu báo với nhân viên ở quán là chúng ta sẽ không tiếp hai người này. Mình đi thôi em. Tôi bảo anh xem nào. Cô thấy chưa? Tất cả là tại cô đấy. Không giúp được gì thì thôi. Đằng này toàn là hỏng chuyện. Ngày mai, cuốn gói hết đồ ra khỏi nhà tôi. Đừng để tôi bắt gặp. Nếu không thì... Không thì sao? Anh không nói thì tôi cũng sẽ đi thôi. Ở bên cạnh một người như anh ấy, tôi cảm thấy quá ghê tởm. Đằng nào thì anh cũng trắng tay rồi, tại sao tôi phải ở lại? Con đàn bà đê tiện. Cái gì đấy? Anh ăn xoài đi nè. Ừ. Em có chuyện muốn nói với anh đây. Chuyện gì đấy? Em muốn kiếm việc để đi làm cô. Em lạ thật đấy. Nhà mình đâu có thiếu tiền đâu. Hay là vẫn thiếu? Thế để anh đưa thêm nhá. Anh chẳng hiểu em gì cả. Anh đưa nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng là em muốn tự lập. Em muốn tự kiếm tiền cô. Em đúng là bảo Hoàng không muốn, lại muốn người ta sai bảo à? Anh cứ nghĩ là em ở nhà làm bảo Hoàng sướng lắm đấy. Buồn chết rồi. Thôi được rồi, anh chiều theo ý em nhá. Yêu chồng nhất. Ôi dồi ôi, ai kia nhở? Nhiên à? Mình có nhầm không nhở? Mà lạ thật đấy, sao công ty mình lại nhận cái loại người như này vào phỏng vấn đấy? Ngọc đây à? Trước cậu học kém như vậy còn được nhận vào làm cơ mà. Có gì đâu mà tôi không được nhận. Thế chắc là cậu không biết một điều đâu nhở? Trưởng phòng nhân sự ở cái công ty này này là cô của tớ đấy. Cậu muốn vào làm á, không có cửa đâu. Vậy à? Xin lỗi, để cho cậu thất vọng rồi. Tôi đã được nhận. Ồ, cái gì cơ? Tại sao mình lại không biết nhở? Được rồi, để xem á, cậu trụ được bao lâu nha. Chủ tịch ạ, hình như chị Nhà không biết đây là công ty mà chủ tịch nắm cổ phần nhiều nhất, phải không ạ? Đúng vậy. Tốt nhất là cậu không được nói cho cô ấy biết. Nếu cô ấy biết, cô ấy sẽ không đến đâu. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Bạn à, đến muộn rồi đấy. Xin chúc mừng bạn nhá. Tháng này bị trừ 50% lương. Cậu nói cái gì đấy? Còn 5 phút nữa mới vào giờ làm việc mà. Ô, thế cậu không biết à? Thứ hai họp đầu tuần, mọi người phải đến sớm 20 phút.
Chán ghê. Biết thế thì đã dậy sớm hơn rồi. Mọi người chú ý, sếp vừa thông báo công ty mình từ nay làm từ 9 giờ thay vì 8 giờ như trước. Thật ạ? Thế có nghĩa là hôm nay em không bị tính là đi muộn đúng không ạ? Đúng vậy. Anh ơi, tại sao lại thay đổi đột ngột như thế ạ? Sếp bảo vợ muốn ngủ nướng nên sếp phải ở nhà ngủ với vợ. Vợ sếp đúng là số 1. Dậy đây. Dậy. Đến giờ làm việc rồi. Đi in cái tập tài liệu này đi. Anh. Sếp vừa thông báo công ty mình đổi giờ nghỉ trưa từ 1 tiếng lên 2 tiếng rưỡi. Cái gì vậy ạ? Khó hiểu thật đấy. Phải khoe anh Dương mới được. Chồng không thể tưởng tượng được sếp công ty này tâm lý như thế nào đâu. Anh thấy bản thiết kế của em thế nào ạ? Bản thiết kế này của em không có gì đặc biệt cả. Quá an toàn. Em để dự án này cho người khác làm đi. Sao lại như thế được ạ? Anh xem lại đi. Nếu như mà có chỗ nào không ổn, em có thể làm lại mà. Thôi, không cần đâu. Anh thấy Nhiên phù hợp với dự án này hơn. Nhiên. Dạ. Em chuẩn bị cho anh một bản thiết kế. Dự án này khá gấp rồi. Chiều mai nộp lại cho anh. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Số liệu hàng hóa thu đông năm ngoái đấy, vẫn còn chưa nhập lên hệ thống đâu. Có làm đi. Tập dày như thế này, làm sao tôi làm hết trong ngày hôm nay được? Bây giờ đã là 6 giờ chiều rồi đấy. Không làm được thì cũng phải làm. Không thì nghỉ đi. Làm hết thế nào được? Em mới muộn rồi đấy, đi ngủ thôi. Đợi em chút. Mà bực mình lắm nhá. Càng nghĩ em lại càng thấy bực. Ở công ty em á, sao lại có đứa hãm thế không biết. Đã thế, nó lại là bạn cũ của em nữa. Nếu đi làm mà em cảm thấy không vui thì em nghỉ đi, anh nuôi em mà. Không được, em phải cố gắng. Em không thể để dự án này rơi vào tay đứa em ghét được. Anh đi ngủ trước đi. Thưa trưởng phòng, đây là bản thiết kế cho dự án lần này, mời anh xem qua. Cái gì đây? Dạ. Sao bản thiết kế của em lại toàn giấy trắng thế này? Ngọc, là cậu chơi khăm tôi đúng không? Ai biết cái gì đâu. Mà cậu ấy chẳng biết tự lượng sức mình cái gì cả. Không làm được, nộp giấy trắng. Thế xong bây giờ đổ tại cho tôi á. Mà không làm được ấy thì xin nghỉ việc đi. Chào chủ tịch ạ. Mời chủ tịch ngồi. Em chào chủ tịch. Chào giám đốc ạ. Người nên nghỉ việc là cô đấy. Bản thiết kế này tôi tìm thấy ở chỗ làm việc của cô. Chính cô đã lén lút giấu bản thiết kế của Nhiên đi. Nhưng mà đây rõ ràng là bản thiết kế của em mà. Rất tiếc. Đêm qua lúc Nhiên đang làm bản thiết kế này, tôi cũng đang ở cạnh cô ấy. Người bên cạnh cô đây chính là vợ của chủ tịch. Trưởng phòng. Dạ có em ạ. Đây là bản thiết kế của Nhiên. Mời trưởng phòng xem qua và cho ý kiến đánh giá. Cá nhân tôi thấy thì bản thiết kế này sáng tạo, rất đột phá và mới mẻ. Dạ vâng ạ. Bản thiết kế này rất ấn tượng. Đường nét rất hài hòa. Dạ, đúng là bản thiết kế này rất xuất sắc ạ. Nhưng mà mọi người không thấy sao ạ? Phong cách thiết kế rất là quen mắt ạ. Em nói vậy là sao? Theo như em thấy, phong cách và nét vẽ của bản thiết kế này rất giống một họa sĩ nổi tiếng. Đó chính là họa sĩ Emily ạ. Ngọc nói anh mới để ý.
Đúng là rất giống Emily. Em nói có sai đâu ạ. Bạn Nhiên của chúng ta, cho dù có giỏi đến mấy thì cũng không thể hoàn thành bản thiết kế trong vòng một đêm được. Với lại, cho dù có là vợ của chủ tịch đi chăng nữa, cũng phải dùng thực lực để nói chuyện chứ ạ. Em nghĩ ăn cắp bản thiết kế như thế cũng không hay đâu ạ. Cậu nói đúng. Đây là bản thiết kế của Emily, và cũng chính là bản thiết kế của tôi. Emily là họa danh của tôi. Cậu có gì thắc mắc không? Emily là em hả? Nghe tên và xem tác phẩm của em đã lâu, rất vui để làm việc cùng em. Không ngờ vợ của anh lại là họa sĩ nổi tiếng. Chẳng phải anh cũng giấu em việc anh làm chủ tịch ở đây à? Anh Dương, anh đây rồi. Em không nghĩ mình may thế đấy, vừa đến đây đã được gặp anh. Anh, đây là... Giới thiệu với em, đây là Quỳnh, bạn học đại học của anh. Giới thiệu với Quỳnh, đây là Nhiên, vợ của anh. À, ô, mà em đâu chỉ là bạn của anh đâu, em còn là mối tình đầu của anh mà. Anh ấy không kể với bạn à? Này, có người yêu cũ ưu tú như em thì anh phải kể với vợ anh chứ. Em đến đây làm gì? À, em quên không nói với anh, em và anh sắp được gặp nhau thường xuyên rồi đấy. Công ty em sẽ phụ trách khâu marketing cho dự án sắp tới của công ty anh, nên em sẽ chuyển qua đây một thời gian để tiện trao đổi công việc. Hôm nay là buổi đầu tiên em tới. Nể tình em là bạn gái cũ của anh có thể nào bảo phòng nhân sự sắp xếp cho em một chỗ riêng được không? Anh biết tính em đấy, em không thích chỗ đông người, ồn ào, mất tập trung lắm. Đi à anh, nhá. Đây là việc của phòng nhân sự, anh không tiện ra mặt. Anh nói chuyện với bạn đi, em đi đây. Thôi, anh cũng đang có việc bận, anh đi trước nhé. Có chồng là chủ tịch mà vẫn phải làm những công việc quèn thế này à? Đừng có nói với tôi là anh Dương không đưa tiền cho cô nhá. Lúc trước khi còn yêu nhau, anh ấy chỉ tiếc là không mua cho tôi được cả bầu trời thôi, chứ đâu nỡ để tôi làm những việc nhỏ nhặt như thế này. Thật ra chồng của tôi cũng không muốn cho tôi đi làm, nhưng mà do tôi đòi đi. Tôi muốn kiếm tiền bằng chính sức lao động của tôi, không phụ thuộc vào ai cả. À, phải tự dựa vào sức mình, chứ nếu không sau này ly hôn thì cũng không biết phải làm sao, xoay sở như thế nào. Cũng đúng nhở. Xin lỗi nhá, tôi được cái thẳng tính, nghĩ gì nói đấy, cô đừng để bụng. Lúc trước đây khi tôi với anh Dương còn yêu nhau ấy, anh ấy cũng bảo với tôi là ngoài tôi ra anh ấy không lấy ai cả. À, tôi chết rồi. Có phải tôi kể chuyện ngày xưa làm cô cảm thấy khó chịu không? Khó chịu gì đâu, tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Nhờ có cô, anh Dương mới trở thành một người đàn ông tốt như bây giờ. Thế hả? À, cô cho tôi hỏi, mẹ anh Dương dạo này thế nào rồi? Bác ấy khỏe không? Nhớ ngày xưa, bác ấy thích tôi lắm ý. Bảo tôi là học vấn tốt, gia đình tốt, xứng đáng là con dâu lý tưởng của bác. Ấy thế mà... Thế còn cô thì sao? Bác ấy thích cô như thích tôi không? Mẹ chồng tôi không thích tôi, vì nói gia đình tôi không xứng. Nhưng mà anh Dương luôn đứng về phía tôi. Thế nên là mẹ chồng tôi có thích tôi hay không, điều đấy không quan trọng. Vì chồng tôi yêu tôi mà. Cô thật sự nghĩ anh Dương yêu cô thật lòng chứ không phải vì gương mặt của cô à? Cô nói vậy là có ý gì? Sau khi chia tay, tôi gặp một tai nạn nghiêm trọng và phải phẫu thuật gần như toàn bộ gương mặt. Cô có muốn biết lúc trước trông tôi như thế nào không? Đây là cô á? Ừ, không tin nổi, đúng không? Đấy là lý do tại sao anh Dương đến bên cô. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy cô là anh Dương chưa bao giờ quên được tôi. Cô hiểu không? Không đúng, cô nói dối. Cô không tin thì cứ đi hỏi chồng mình xem. Nhưng có một sự thật, mỗi khi anh ấy ngắm nhìn cô là bởi vì anh ấy nhớ tôi, người con gái anh ấy đã từng yêu và chưa bao giờ quên được.
Cô chẳng qua cũng chỉ là vật thế thân thôi. Không, không thể như thế được. Chẳng lẽ bấy lâu nay anh ấy lại lừa dối mình? Mình là vật thế thân thôi á? Vào đi. Em vào đây làm gì? Anh không chịu đến thăm em thì em đến thăm anh vậy. Mà em tới công ty anh mấy hôm, anh chẳng chịu ngó ngàng gì đến em cả. Em nói vớ vẩn cái gì đấy? Vớ vẩn cái gì? Ngày trước lúc còn yêu nhau ấy, có bao giờ anh nói chuyện với em kiểu đấy đâu. Chẳng muốn rời xa em nửa bước ấy chứ. Bây giờ lại không muốn nhìn mặt em là như thế nào? Phiền em đừng nhắc đến chuyện trước đây nữa. Đó là chuyện quá khứ rồi. Hiện tại anh đã có vợ, và anh hy vọng em biết vị trí của mình ở đâu. Anh có cần phải nghiêm túc thế không? Mà thôi, trưa nay anh ăn gì đấy? Em định ra ngoài ăn nhưng mà mới đến đây chẳng biết quán nào. Cho em đi ăn với nhá. Em rủ người khác đi. Anh mang cơm rồi. Từ bao giờ anh có thói quen mang cơm đến văn phòng thế? Trước đây anh có như thế đâu. Từ lúc anh cưới Nhiên. À, thì ra là cơm vợ nấu. Thế thì em phải ăn thử mới được. Ô, sao lại có trứng ở đây nhở? Vợ anh không biết là anh không thích ăn trứng à? Xem ra tình cảm giữa hai người cũng không được tốt lắm nhở. Anh xem chia tay được 5 năm rồi đấy, mà em vẫn nhớ là anh không thích ăn trứng. Anh thích ăn trứng. Anh thích ăn trứng từ bao giờ? Từ lúc yêu Nhiên. Chỉ cần là đồ cô ấy nấu, món nào anh cũng thích. Anh thay đổi nhiều quá rồi. Là Nhiên giúp anh trở nên tốt hơn từng ngày. Thế đã bao giờ anh nghĩ sự thay đổi của anh là không đáng chưa? Ý em là gì? Anh nhìn đi. Giờ anh đã thấy bộ mặt thật của vợ anh chưa? Không trong sáng, cũng không chung thủy như anh nghĩ đâu. Em im đi. Em không được phép xúc phạm cô ấy. Khi anh còn nói chuyện tử tế, mời em ra ngoài. Rồi anh sẽ sớm biết ai là người thật lòng với anh thôi. Em đi nhá. Nhiên, em đang làm gì đấy? Sao lại... Mình ly hôn đi. Anh hiểu rồi. Anh có gì không bằng anh ta? Anh đang nói ly tinh cái gì đấy? Người đàn ông trước nay đeo dây chuyền cho em là ai? Có phải vì anh ta nên em đòi ly hôn với anh đúng không? Ý anh là Hùng á? Hóa ra người đó tên Hùng à? Hùng là con trai út của chú em. Anh không nhớ à? Chú em ly hôn, nó theo bố nó qua nước ngoài sống từ bé. Bây giờ nó về Việt Nam thăm mẹ nó. Hôm nay nó nhờ em đi mua cái dây chuyền, tiện thể em cũng mua thôi. Em nhờ nó đeo hộ chứ có cái gì đâu. Lần trước em call video với nó, anh cũng thấy rồi còn gì. Thì qua video call nên anh chưa nhìn rõ cho lắm. Hóa ra chỉ là hiểu lầm. Anh xin lỗi. Anh không nên chưa tìm hiểu kỹ mà đã trách em rồi. Anh... Thế anh nói đi. Có phải từ trước đến giờ anh vẫn chỉ coi em như là vật thế thân cho Quỳnh đúng không? Em nói gì lạ vậy? Em là em, mà Quỳnh là Quỳnh. Chuyện giữa anh và Quỳnh chỉ là quá khứ thôi. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Thế anh trả lời đi. Đây là cái gì? Đây là em mà. Sao lại là em được? Em nhớ em chưa bao giờ chụp cùng anh tấm hình như thế cả. Người đứng cạnh anh là Quỳnh, trước khi cô ta phẫu thuật thẩm mỹ. Sao lại là cô ta được? Em tưởng tượng đâu ra chuyện này đấy. Ai lại còn chối à? Chính cô ta đưa cho em bức ảnh này là cô ta nói với em đấy. Anh cười cái gì đấy? Vợ ơi, mang tiếng là họa sĩ. Em nhìn kỹ ảnh này, em không nhận ra đây là ảnh ghép à? Ảnh ghép á? Đó. Đây, anh cho em xem cái này. Cái gì đấy? Đây là Quỳnh, 5 năm về trước. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ thêm mỗi cái mũi thôi. Ừ nhờ. Thế tại sao cô ta
lại phải bày ra chuyện này nhở? Anh cũng không biết nữa. Hay là có thể cô ta muốn quay về với anh, nên đã tìm cách để ly tán vợ chồng mình. Thế nên là ấy, em á, có không giữ, mất đừng tìm đấy nhá. Anh thôi đi, làm như báu lắm ấy. Em nghĩ cô ta làm như thế này với mục đích khác cơ. Mục đích gì? Em nghĩ là chắc là liên quan đến công việc. Bởi vì dự án lần này, công ty mình và công ty cô ta hợp tác với nhau. Cô ta muốn chúng mình hiểu lầm nhau, rồi anh mất tập trung trong công việc, thừa nước đục thả câu, cô ta sẽ thâu tóm dự án này. Anh thấy em nói đúng không? Cũng có thể. Tâm địa của cô ta như thế nào, anh còn lạ gì. Đó cũng chính là lý do mà bọn anh không thể đến bên nhau đấy. Nhưng mà thôi, dù cô ta làm như vậy với mục đích gì đi chăng nữa, thì anh chắc chắn một điều là sẽ không bao giờ thành công cả. Bởi vì giờ trong tim của anh chỉ có một mình vợ thôi. Ơ, lại nịnh. Thế có tiếc nuối người yêu cũ nữa không? Người ta vẫn chờ anh đến bây giờ đấy. Có chứ. Tiếc vì anh không thể gặp vợ anh trước cô ta thôi. Thôi, bây giờ để anh dọn cùng em. Xong rồi vợ chồng mình đi ăn nhá. Nhá. Được rồi, tạm thà đấy nhá. Ngọc, đến rồi à? Chờ tao lâu không? Tao cũng vừa mới đến thôi. Tết tên, tặng mày này, chúc mừng sinh nhật mày nhá. Kinh đấy. Có nước ý. Này, túi này mày mua bao tiền đấy? Tao mua gần 20 triệu đấy. Rẻ thế á? Cái túi gần 20 triệu mà mày còn kêu rẻ. Mày nhiều tiền nhờ. Nhưng mà mày là chủ tịch mà. Sinh nhật tao, ít ra mày phải tặng cái gì đắt đắt một tí chứ. Ơ, con này, mày đang chê quả tao tặng đây à? Không phải là tao chê, mà là trong cái trí tưởng tượng của tao ấy, cứ nghĩ mày tặng tao một cái gì đó rất đắt tiền. Mình nhìn thấy cái này hơi thất vọng. Tình cảm là chính, với lại cái túi này không hề rẻ đâu, hàng xịn đấy. Xịn mà có 20 triệu. Mày bị làm sao thế Ngọc? Đây là tình cảm của tao mà, chưa bàn đến là đắt hay rẻ. Tao tặng mày, mày còn chưa cảm ơn tao một câu, mày cứ chê lên chê xuống thế. Được rồi, tao cảm ơn được chưa? Đấy, mày lại thái độ với tao rồi. Tao bảo mày bao nhiêu lần, tiền chứ không phải là cây đâu, phải chi tiêu cho hợp lý chứ. Khổ quá, tao biết rồi. Nói nhiều. Từ lúc em đi gặp bạn em đến giờ, anh thấy em có vẻ nhiều tâm sự thì phải. Đã xảy ra chuyện gì à? Nay em tặng quà sinh nhật cho cái Ngọc. Anh biết nó nói gì không? Nói gì? Không lẽ bạn em chê quà của em à? Nếu như mà nó chê cái túi ấy xấu, hoặc là nó nói không thích cái kiểu dáng của túi ấy, thì em còn đỡ bực. Đằng này, nó chê quà em tặng rẻ tiền, mà em mua gần 20 triệu chứ ít đâu. Thực ra, chuyện này anh muốn nói với em từ rất lâu rồi. Anh chỉ sợ em buồn thôi. Anh thấy Ngọc không phải người bạn tốt đâu. Cô ta thân thiết với em chủ yếu là vì tiền của em thôi. Nhưng mà em với nó là bạn thân từ nhỏ, làm sao nó lại như thế được? Anh biết là em với Ngọc chơi thân với nhau từ nhỏ, nhưng mà qua bao nhiêu năm như vậy, cả em và Ngọc bây giờ đã trưởng thành rồi. Tính cách cũng có nhiều thay đổi, không còn vô tư như trước nữa. Thậm chí bây giờ Ngọc còn trở nên tham lam và ích kỷ. Anh nghĩ là em nên cẩn thận. Thật ra em cũng cảm thấy em với Ngọc không thể thân thiết như trước nữa. Nhưng mà ở đây em có mỗi nó là bạn. Với lại ngày xưa đi học, nó cũng giúp đỡ em nhiều lắm. Nên lúc nào em cũng cảm thấy mình phải có một phần trách nhiệm gì đó với nó. Em đừng có nghĩ như vậy. Ngày xưa hồi nhỏ thì ai cũng có người bạn tốt với mình mà. Ngọc giúp em chuyện này thì em lại giúp Ngọc chuyện khác. Nhưng mà hồi đó việc giúp đỡ nhau ấy chỉ là sự vô tư, không có mưu lợi gì cả. Còn bây giờ em đã là chủ tịch rồi, Ngọc sẽ không còn được vô tư với em nữa. Thậm chí cô ấy sẽ trở nên thực dụng và muốn ở em nhiều thứ hơn đấy. Em hiểu. Để hôm nào có thời gian rảnh, em sẽ nói chuyện với Ngọc nghiêm túc về vấn đề này. Mong là nó sẽ thay đổi. Em nói cũng đúng. Mà thôi, mình về đi. Thank you.
Alo, tao nghe. Cái gì cô? Mày đang ở đâu để tao ra? Cô tính thế nào đi chứ, xước hết xe tôi rồi kìa. Anh ơi, anh chờ một tí, bạn đang sắp đến. Mày có sao không đây? Tao không sao, nhưng mà tao đâm vào xe của người ta rồi. Bây giờ người ta đòi đền tiền cái kìa. Cô là bạn cô này đúng không? Xem bạn cô đi đứng kiểu gì đâm hỏng hết xe kìa. Anh cứ bình tĩnh đã, có gì từ từ nói. Không có từ từ gì hết, mau đền tiền đi tôi còn đi. Vâng, anh đợi một chút ạ. Này, mày sai hay là người ta sai đấy? Tao sai, tại vì tao vượt đèn đỏ cho nên mới đâm vào anh ta. Thôi mày giải quyết đi, không là người ta báo công an đấy. Tao đi chịu mày đấy. Mày vội đi đâu mà vượt đèn đỏ? Đây là mày đâm vào người ta, thì nhỡ đậu ô tô đâm vào mày thì bây giờ làm sao hả? Thôi tao biết rồi, mày giải quyết nhanh lên, tao còn bận đi có việc đây này. Thế mày không mang tiền trong người à? Sao gọi tao ra ngay thế? Tao có thì tao gọi mày ra làm gì? Tao đi chịu mày đấy, tao nói chuyện với mày sau. Các cô có nhanh lên không? Tôi gọi công an ra giải quyết nhá. Anh bình tĩnh, là lỗi của bạn tôi, tại nó đi vội quá nên mới xảy ra chuyện không mong muốn này. Tôi sẽ bồi thường cho anh. Anh thông cảm nhá. Thôi được rồi, nhanh lên đưa tiền đây tôi còn đi. Vâng. Sao em đến muộn thế? Em vừa gặp tai nạn đấy. Ồ, có bị làm sao không? Em không sao, nhưng mà em đâm vào người ta nên phải đền tiền. Ồ, đâm vào ô tô à? Thế em mất bao nhiêu? 3 triệu. Ồ, tự nhiên em mất 3 triệu, đền thật đấy. Anh yên tâm đi, có phải tiền của em đâu. Thế em lấy tiền của ai mà đền cho người ta? Anh đoán xem. Em ơi, chị Công Chanel nhá. À, là tiền của con bạn chủ tịch của em đúng không? Chuẩn, anh đúng là thông minh. Có bạn giàu ấy, tội gì mà em không tận dụng. Đấy, được của nó đấy. Thế mới là bạn chứ. Cảm ơn. Này, con bạn em ấy, giàu kinh khủng luôn. Đối với nó, vài triệu không là vấn đề gì hết, như kiểu là lá rụng ngoài đường ấy. Thế sao em nghèo thế? Anh hỏi thế, ai mà biết được. Cứ như kiểu là người ta không muốn giàu ấy. Ngọc này, em có con bạn giàu thế, sao em không biết tận dụng nhỉ? Bằng cách nào? Thế chẳng nhẽ bây giờ em đi ngửa tay xin tiền nó à? Hay là mình làm một vụ đi. Làm gì? Thì đấy, con bạn em nó giàu như thế, em với nó lại là bạn thân từ bé. Bây giờ mà em thử đề nghị vay nó một khoản tiền thì chắc chắn là nó sẽ không tiếc mà cho em vay, đúng không? Thì cũng đúng là như thế thật. Nó cũng dễ tính với em, nhưng mà em chưa bao giờ vay nó nhiều tiền như thế cả. Chưa bao giờ vay thì bây giờ vay, có sao đâu em. Nhưng mà vay làm gì mới được cơ chứ? Thế chẳng nhẽ bây giờ vay tiền đi ăn chơi, đến lúc trả có mà ốm người à? Trả mà ốm người thì mình không trả nữa. Cái gì? Không trả? Em nói bé bé cái mồm thôi, người ta nhìn đi kìa. Nhưng mà mình làm như thế, khác nào mình đi lừa nó à? Rồi lúc nó kiện cho con mà đi tủ một gông ấy. Em sợ gì? Anh nói em nghe này, em với nó là bạn thân, cái số tiền này á, đối với nó có là cái gì đâu mà nó phải kiện em, đúng không? Nhưng mà thôi, em vẫn sợ lắm, em không muốn đi tù đâu. Anh nói em nghe này, bạn bè chơi thân với nhau, bây giờ nó giàu như thế, em không thấy chạnh lòng à? Mà lỡ như sau này nó nhận ra là em nghèo hơn nó, nó chán em, nó bơ em luôn, thì lúc đấy á, em vừa không được gì mà lại vừa phải ôm cái cục tức vào người. Em ngẫm đi. Thế nhưng mà anh định vay nó bao nhiêu? Vừa phải thôi, 1 tỷ. Cái gì? Tận 1 tỷ á? Ui, em nói thật là cái số tiền đấy em còn chưa bao giờ được nhìn thấy á. Chưa bao giờ nhìn thấy thì bây giờ mình có cơ hội để sở hữu nó luôn đấy. Tội gì mà bỏ qua, đúng không? Mời vào. Ơ, Ngọc, sao hôm nay lại đến tận đây tìm tao thế này? Tao có chuyện muốn nhờ mày. Chuyện gì mà trông nghiêm trọng thế? Nói đi, giúp được tao sẽ giúp. Tao... Mà thôi, tao ngại lắm, tao đi về đây. Ơ, này, mày làm sao đấy? Có gì cứ nói đi. Nhưng mà
mày có giúp tao thật không? Mày còn chưa nói, tao chưa biết chuyện gì làm sao tao giúp mày được. Cứ nói đi. Tao muốn vay 1 tỷ. Sao tự nhiên mày lại muốn vay nhiều tiền thế? Tao có kế hoạch làm ăn cùng với mấy người bạn, bây giờ đang cần đến vốn. Mày cho tao vay đi, sau rồi tao trả mày cả lãi. Ở trên Hà Nội này, tao tưởng là có mỗi tao là bạn với mày. Mày còn bạn nào nữa à? Mấy anh chị làm cùng công ty tao mà. Họ bàn chuyện này với tao từ lâu rồi, nhưng mà tao không có nghe. Bây giờ thấy người ta làm ăn được, tao cũng tiếc lắm. Lần này tao quyết tâm rồi, tao phải đầu tư cho bằng được. Mày giúp tao nhá. Nếu như mày mượn tiền để đầu tư làm ăn thì tao không có ý kiến gì. Mày là bạn thân của tao mà, giúp được tao sẽ giúp. Cảm ơn mày nhá, nhất định tao sẽ cố gắng. Mày làm gì thì làm, cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Đừng để những cảm xúc nhất thời lấn át đi lý trí của mày. Tao biết mà, mày yên tâm đi. Thôi, cứ về đi, xong tao sẽ gửi tiền. Số tiền này cũng không nhỏ, tao chưa có ngay đâu. Thế tao về trước nhá. Có gì nhắn tin cho tao. Anh thấy thế nào? Có ổn không ạ? Với tính cách của Ngọc hiện tại thì anh thấy không ổn cho lắm. Em cũng không biết nó có nói dối em không nữa. Nhưng mà nếu nó làm ăn thật, em không cho vay, em cũng cảm thấy áy náy lắm. Anh biết, em rất trân trọng bạn bè. Anh không phải em, không chơi với Ngọc từ nhỏ, nên anh không có thể quyết định thay em được. Nhưng mà anh có thể đưa cho em những lời khuyên từ góc nhìn của anh. Anh thấy Ngọc đang có vấn đề. Cô ấy 5 lần 7 lượt thể hiện những hành động lợi dụng em, chứng tỏ là cô ấy chỉ để ý túi tiền của em thôi. Em cũng thấy vậy. Nhưng mà không cho nó mượn tiền, em cứ thấy sao sao ấy. Vậy thì để biết cô ấy có là người bạn tốt thật hay không, em cứ cho cô ấy vay tiền đi. Anh tin là sau chuyện này em sẽ có câu trả lời của mình. Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Anh là người yêu của em mà, không cần phải khách sáo thế đâu. Vâng ạ. Anh làm cái gì mà lâu mở cửa thế? Anh đi vệ sinh mà. Này, đố biết em có tin gì. Em vay được tiền rồi à? Anh tinh phết nhờ. Thế là thật à? Cô ta cho em vay tiền thật à? Chứ còn sao nữa, em là bạn thân nó cơ mà. Có đủ 1 tỷ không? Tất nhiên là đủ rồi. Nhưng mà sao anh vui thế? Cứ như kiểu là tiền của anh không bằng á. Anh vui thay em thôi. Nhưng mà em thấy cứ lo lo thế nào ạ? Không sao đâu, em yên tâm đi. Bây giờ mình có tiền rồi, mình sẽ phải sống một cuộc sống thật sang chảnh. Được, thế thì em sẽ bỏ hết số quần áo cũ của em đi, mua hết toàn bộ mới luôn. Chả thấy không à? Tí nữa mình sẽ đi ăn, rồi mình đi shopping nhé. Thế để em thay quần áo. Ừ. Ngọc à, việc làm ăn sao rồi? Ổn là tốt, cố gắng lên, tao tin là mày làm được. Hôm nào gặp nhé. Anh Long, anh đi với ai mà thân mật thế này? Cô ta là ai? Cô là ai? Tôi đâu quen cô. Anh vừa nói cái gì cơ? Anh nói lại tôi nghe xem nào. Chị bị điếc à? Anh ấy bảo là không quen chị. Đi đi, đừng có làm phiền chúng tôi nữa. Còn đĩ này nữa, mày thích cướp người yêu của tao à? Hôm nay tao phải cho mày một trận. Mày này! Mày điên à? Cái loại chó má như anh nữa, tại sao anh lại làm thế với tôi? Mau trả lại tiền cho tôi đây. Xong rồi anh muốn làm gì thì anh làm. Tiền nào? Tao không biết tiền nào hết. Được khốn nạn này nữa, tôi sẽ báo công an bắt anh.
khốn nạn thật mà. Nhất định tôi sẽ báo công an để bắt anh. Mày mà báo công an á thì mày không xong đâu. Mày quên chính mày là người lừa tiền bạn mày à? Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Ngọc, mày có làm sao không? Ngọc. Nhiên, Nhiên ơi, tao xin lỗi. Tao biết là tao sai với mày rồi. Anh đã lừa hết tiền của tao rồi. Mày lấy lại tiền giúp tao đi Nhiên. Anh đã làm gì bạn tôi? Tao không biết nó là ai hết. Từ sau bảo nó tránh xa tao ra. Để tao gặp lại lần nữa thì không xong với tao đâu. Đứng dậy đi. Có đau lắm không? Mày ơi, cái số tiền mà hôm trước tao vay của mày ấy, tao bị anh ta lừa hết sạch rồi. Mày nghĩ cách gì lấy lại giúp tao đi. Thôi, mày cứ bình tĩnh đi, để tao tính. Tao lấy lại tiền cho mày rồi đấy. Anh ta cũng bị bắt rồi. Tao xin lỗi mày. Cũng tại tao tham lam quá nên mới xảy ra chuyện như vậy. Tao thấy ngại quá. Thôi, coi như đây là bài học dành cho mày. Mày rút kinh nghiệm là tốt rồi. Số tiền này bây giờ tao trả lại cho mày. Tao không vay nữa đâu. Còn cái chỗ mà tao đã tiêu mất rồi, mày cho tao thời gian, tao đi làm rồi tao trả cho mày nhá. Ừ, vậy cũng được. Nhiên này, mày có hận tao không? Thật ra tao giận mày, chứ tao không hận. Tao cũng thấy mày có vấn đề từ trước rồi. Nhưng mà tao nghĩ tao với mày là bạn thân từ nhỏ đến giờ. Có chuyện gì thì cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Có thiệt một chút, tao cũng chưa bao giờ tính toán. Vậy mà tao lại lừa dối mày. Tao đúng là cái đứa không ra gì mà. Thôi, tao tha thứ cho mày mà. Đừng tự trách bản thân mình nữa. Tao vẫn coi mày là bạn thân nhất của tao. Tao cảm ơn mày nhiều lắm. Từ giờ tao hứa, tao sẽ không bao giờ làm mày thất vọng nữa đâu. Nhớ đấy nha. Tao tin mày. Ơ, Ngọc. Tao Nhiên đây. Sao mày lại ở đây? Tao vừa mới từ quê lên có chút việc. Mày mua đồ xong rồi à? Đây là shop quen của tao mà. Này, mày định vào đây làm gì đấy? Đừng nói với tao là mua đồ nhá. Tao thấy cũng có nhiều đồ đẹp, định vào xem như thế nào. Thôi, tao nói thật, mày không đủ tiền mua đồ ở đây đâu. Với lại vào xem nhiều quá không mua, người ta chửi cho đấy. Đồ trong này đắt lắm à? Chứ còn sao nữa, cái shop to như thế này lại còn ở mặt đường lớn nữa. Mày nghĩ người ta bán đồ ở quê cho mày mua đấy à? Vậy à? Lâu lắm rồi mày chưa về quê đấy nhở? Tao sống ở trên này tốt như thế, tại sao phải về quê làm cái gì? Chỉ có mấy cái đứa không có tương lai như chúng mày ấy thì mới phải chịu khổ ở cái vùng quê đó thôi. Ngọc, sao mày lại nói như thế? Ở quê tốt mà, bọn tao vẫn đi làm bình thường chứ có ngồi ăn chơi không đâu. Sao chả được. Thế mày lên đây làm gì? Tao có chút việc ở công ty nên lên đây giải quyết thôi. Cái gì cô? Việc công ty á? Nghe cái như kiểu là mày đi công tác ấy nhở? Có gì đâu, chỉ là chút việc nhỏ thôi mà. Thôi, không phải chém gió đâu. Chắc là mày lên xin việc đúng không? Không, tao nói thật mà. Thật giả gì tao không cần biết. Nhưng mà tao nói này, nếu như mày có ý định xin việc trên này ấy, thì tốt nhất bỏ đi. Sao thế? Tại vì trông mày không hợp với cuộc sống ở trên này đâu. Ở quê chân lấm tay bùn á, hợp với mày hơn đấy. Sao lại không hợp? Với lại quê mình bây giờ phát triển lắm, không như mày nghĩ đâu. Tao nói thế thôi. Còn mày thích làm gì thì mày làm. Nhưng mà sau này có khó khăn gì ấy thì đừng có nhờ vả tao nhá. Tao không giúp được đâu. Mày yên tâm, tao ở đây mấy hôm rồi về mà. Thì tao nói thế thôi. Thôi bây giờ tao bận rồi, tao về đây. Sao giờ nó khác thế nhỉ? Mời chị uống nước ạ. Để chị đi xa lên tận đây thế này, chúng tôi ngại quá. Có gì đâu, tôi lên đây để bàn công việc với anh, cũng tiện thể đi chơi luôn ấy mà. Thế chị đã đi chơi được nhiều nơi chưa? Tôi cũng đi được vài nơi rồi. Chắc chị ở đây một vài hôm nữa chưa? Ngày kia tôi sẽ về. Vậy nếu tối nay chị không bận thì tôi có thể mời chị dùng bữa được không ạ? Cảm ơn ý tốt của anh,
Nhưng mà tối nay tôi có việc bận rồi, hẹn anh khi khác. Tiếc quá. Vậy thì xin phép, hẹn chị dịp khác ạ. Đây là lần đầu tiên bên tôi hợp tác với công ty anh. Vẫn còn rất nhiều vấn đề phải trao đổi kỹ hơn. Chúng ta vẫn còn gặp lại nhau mà. Dạ vâng ạ. Nhưng mà lần tới cứ để chúng tôi về chỗ chị. Được hợp tác với tập đoàn của chị là niềm vinh hạnh của chúng tôi rồi ạ. Chứ để chị lên tận đây như thế này, chúng tôi áy náy lắm ạ. Được. Nếu như anh đã nói như vậy thì lần sau tôi mời mọi người đến chỗ tôi. Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Ồ, này này này. Chị, mày đến công ty tao làm gì đấy hả? Mày cũng làm ở trong này à? Ờ, đúng rồi. Mày thấy tao giỏi không? Ừ, công nhận mày cũng giỏi thật. Ai đây em? À, đây là con bạn học cùng cấp 3 ở dưới quê em ấy mà. À, chào em. Chào anh. Thế mày đến công ty tao làm gì đấy? À, tao vào có chút việc thôi. Thôi, chút việc cái gì? Chắc mày vào xin việc đúng không? Không, tao có xin việc gì đâu. Anh nhìn bạn em kìa, đi vào xin việc mà cũng ngại. Bạn em mới ở quê lên, vẫn còn bơ ngỡ nên ngại là phải thôi. Giới thiệu với mày nhá, đây là anh Long, người yêu của tao, trưởng phòng của công ty này đấy. Vậy à, thế nhất mày rồi đấy. Chứ còn gì nữa, xinh đẹp như tao á thì phải yêu cái tầm trưởng phòng trở lên. Chứ ai như mày ấy, tầm tuổi này rồi vẫn còn lẹt đẹt đi xin việc. Thôi, tao có việc rồi, tao đi trước đây. Sao tự nhiên bận đúng lúc thế? Hay là tao nói như thế là mày xấu hổ à? À, không, mày nói đúng mà. Nhưng tao có việc nên tao đi trước thôi. Chào anh nhé. Chào em. Đúng là cái con nhà quê, cứ nghĩ ngày xưa học giỏi hơn tao mà oai à. Em hỏi xem bạn em á, có cần giới thiệu người yêu giàu không? Anh giới thiệu cho. Thôi anh ơi, nhìn nó nhà quê như thế, người giàu nào mà thèm. Đấy là em không biết chứ. Mấy thằng giàu á, nó chỉ thích mấy em nhà quê ngoan hiền thôi. Em chẳng quan tâm, mà thôi kệ nó đi. Nó càng nghèo á, thì em lại càng thấy vui. Ừ. Mình vào làm đi. Rồi rồi, tôi sẽ cho người giải quyết luôn. Thế nhá. Vào đi. Dạ, giám đốc cho gọi em ạ. Ừ. Tôi có việc giao cho cậu đây. Vâng ạ. Sắp tới công ty mình có một dự án lớn, hợp tác với tập đoàn IBA. Nhưng mà tập đoàn này lại đặt trụ sở ở tỉnh, chứ không phải ở Hà Nội. Nên tôi muốn giao cho cậu và cô Ngọc sẽ hỗ trợ tôi dự án lần này. Cụ thể là sẽ lên phương án bao thầu và dự thầu và chịu trách nhiệm các khâu liên quan. Cậu có ý kiến gì không? À, dạ, em không ạ. Được sếp tin tưởng như này là niềm vinh hạnh của em. Chúng em nhất định sẽ cố gắng ạ. Chủ tịch của tập đoàn IBA là người rất giản dị, nên hai người hãy lưu ý vấn đề này, tránh để xảy ra các tình huống không đáng có. Dạ, vâng ạ, em hiểu rồi ạ. Làm chủ tịch thế nhưng mà lại giản dị, đúng là dở hơi. Em đừng có mà ăn nói linh tinh, cẩn thận không lại rách việc. Ở đây á, làm gì có ai biết bọn mình đâu mà anh phải sợ. Với lại em cũng chỉ nói vu vơ như thế thôi, có cái gì đâu mà anh phải trách em chứ. Đấy là anh nhắc em cho em cẩn thận hơn thôi, chứ anh có trách em đâu. Em mà là chủ tịch tập đoàn như bà ấy á, em sẽ sống thật sang chảnh, thật quý phái. Đời người á, sống được mấy chốc đâu, sao người ta cứ phải cất tiền đi làm gì nhở? Công nhận, anh mà là chủ tịch nhá, anh sẽ đầu tư một dàn siêu xe, thậm chí là mua cả máy bay riêng luôn. Thế lúc đấy anh có bỏ em không? Tất nhiên là không rồi. Lúc đấy anh sẽ mua cho em toàn đồ hàng hiệu. Quá là tuyệt vời luôn. Mà anh này, bao giờ thì mình sang bên đấy? Chắc là tầm tuần sau. Mà kể ra cũng buồn cười ấy nhở. Em cũng không ngờ lại có ngày công ty mình lại hợp tác với một tập đoàn ở dưới quê em. Mà biết đâu về đấy rồi em lại gặp bạn em ấy, làm cho tập đoàn đấy thì sao? Ôi giời ạ. Bạn em à, ở dưới quê chỉ có đi làm công nhân thôi, làm gì có đứa nào mà làm tập đoàn lớn thế. Đúng là cái bọn nhà quê, tầm nhìn hạn hẹp thật, chả có tí tương lai nào cả. Thế cho nên á, em ấy không thích về quê, toàn gặp cái bọn ăn hại thôi, chán chết đi được ấy.
Đã thế lại còn bị mang tiếng là bạn của nó nữa chứ. Ơ em, kia có phải cô bạn em hôm trước mà gặp ở công ty mình không nhỉ? Đúng nó luôn rồi. Nhưng mà nó bán cái gì kia nhỉ? Này, thế không tìm được việc làm ra đây bán cái gì này? Bánh mì à? Tao trông hộ người ta thôi. Trông hộ? Từ bao giờ mà mày tốt thế hả Nhiên? Này, em bán hàng ở đây á, lát nữa là bị công an bắt đấy. Ở thành phố không như ở quê đâu. Em trông hộ người ta lát thôi, người ta quay trở lại bây giờ mà. Tính mạnh lạ thật đấy. Sao cứ phải giả vờ làm cái gì? Mày bán thì mày cứ bảo là mày bán, tao có xin của mày đâu. Sao cứ phải nói dối đấy? Tao nói thật mà, mày không tin tao à? Mặt mày không có một cái điểm nào để tao tin cả. Vậy thì tao nói gì cũng vô ích thôi. Cứ coi như là tao bán hàng đi. Nhưng mà tao thấy như thế này có gì đáng để mày coi thường đâu. Lại cũng không đáng coi thường. Mày nhìn đi, bạn của mày ấy thì làm ở một công ty lớn, người yêu thì làm trưởng phòng, cuộc sống sung sướng nhàn hạ. Còn mày ấy nai lưng ra đi bán bánh mì, mày thấy như thế không xấu hổ à? Mày có một công việc tốt, cuộc sống an nhàn, mà như vậy tao cũng mừng cho mày. Nhưng mà tao nghĩ mày đừng có coi thường người khác như thế. Người ta đi làm chân chính, chứ có xin của ai đâu. Sao mày lại kỳ thị như vậy? Thế thì mày lại không biết rồi. Ở cái thành phố này ấy, cứ nghèo là bị kỳ thị. Nói thật, mày nên về quê đi. Ở đây không hợp với mày đâu. Cảm ơn mày. Cuộc sống của tao như thế nào tao tự biết. Không cần một người bạn xấu tính như mày quan tâm đâu. Này, mày nói ai xấu tính đấy hả? Mày có tin ấy, tao gọi công an phường đến gô cổ mày về không? Tao không còn gì để nói với mày nữa đâu. Anh, mình gọi công an bắt nó đi. Chờ anh chút, anh có điện thoại. Dạ em nghe giám đốc ạ. À, dạ vâng ạ, để em về luôn ạ. Có việc gì thế ạ? Giám đốc gọi anh có chút việc. Hay thôi, mình gọi công an bắt nó đã. Em kệ cô ta đi, về luôn, không bị trách mắng đấy. Coi như là hôm nay mày gặp may đấy. Em xong việc rồi, cảm ơn chị nhá. À, không có gì đâu, thôi em xin phép về trước đây ạ. À, chị cầm mấy cái bánh mì, coi như lời cảm ơn của em. Thôi, anh bán hàng, lời lãi được bao nhiêu đâu. Anh cứ để đấy mà bán, em không cần đâu ạ. Cô tốt quá, tôi cảm ơn cô nhiều nhá. Không có gì đâu ạ, thôi em xin phép đi đây ạ. Cô phải cẩn thận nhé. Vâng. Mời vào. Dạ, giám đốc ạ. Em chào giám đốc ạ. Ừ. Đầu tuần tới, hai người về tập đoàn ABA một chuyến giúp tôi. Mình kiếp đồng luôn à? Đáng lẽ ra tôi nên đi mới phải. Nhưng mà đối tác bên nước ngoài lại muốn gặp tôi để trao đổi một số vấn đề, nên tôi phải qua đó một chuyến. Hai người thay tôi gửi lời xin lỗi đến chủ tịch tập đoàn bên đó nhé. Dạ vâng ạ. Em sẽ cố gắng nói cho khéo ạ. Đây là hợp đồng tương đối lớn và quan trọng, đừng để xảy ra sai sót gì. Dạ vâng ạ, em nhớ rồi. Bọn em xin phép ạ. Mời vào. Chủ tịch đi mấy hôm như vậy, có bị mệt không ạ? Tôi không sao, đi gặp đối tác có một hôm, còn đâu toàn đi chơi ấy mà. Chắc là mấy ngày hôm nay, chủ tịch vui lắm ạ. Cũng có cái vui, nhưng mà tôi cũng gặp người khiến cho tôi không vui lắm. Người đấy là người quen của chủ tịch ạ? Là bạn học cũ của tôi. Mà thôi, bỏ qua đi. Cô đi chuẩn bị tài liệu cho tôi. Đầu tuần tới, chúng ta sẽ ký hợp đồng với công ty PJ. Dạ vâng ạ, em xin phép. Xin chào. Con này, sao mày lại ở đây? Đây là tập đoàn tao mà. Mày cũng nhanh thật đấy. Vừa mới hôm nào còn lang thang trên Hà Nội tìm việc làm,
Thế mà hôm nay lại về đây rồi? Tao đã nói với mày, tao lên đấy để giải quyết công việc mà. Thế mày làm vị trí nào ở đây? Lao công à? Khoan nói tao làm cái gì? Kể cả tao có làm lao công thì có làm sao? Mày bỏ cái tính coi thường người khác đi. Tao là bạn của mày mà mày còn đối xử như thế này. Vậy những người khó khăn ở ngoài kia, chắc mày chẳng coi họ ra cái gì đâu nhở? Ô, chúng nó là cái gì mà tao phải coi trọng? Mày nói thế thì tao chịu rồi. Thôi, bớt nhiều lời đi. Hôm nay bọn anh có việc lớn, không so đo với em đâu. Mà chủ tịch của em đâu rồi? Để bọn anh chờ hơi lâu rồi đấy. Chủ tịch của tập đoàn đang ở trước mặt hai người đây. Mày nói cái gì đấy hả Nhiên? Mày có bị làm sao không đấy? Tao là chủ tịch. Còn nếu hai người không muốn ký hợp đồng thì có thể về. Này, mày đừng đùa tao kiểu đấy nữa. Tao không thích đâu. Mà cái con nhân viên quèn như mày ấy thì làm gì có tư cách để mà nói chuyện với bọn tao. Cô vừa nói cái gì đấy? Em chào giám đốc ạ. Cô bảo ai là nhân viên quèn? Dạ, chào giám đốc ạ. Em tưởng anh đi công tác nước ngoài ạ? Sao anh ở đây ạ? Công việc bên đấy giải quyết xong rồi, nên là tôi về sớm. May mà tôi về kịp, không thì không biết hai người còn làm ra những trò gì nữa. Vậy cô ta là... Người trước mặt hai người đây là sếp Nhiên, chủ tịch tập đoàn ABA. Hai người rõ chưa? Mày là chủ tịch thật á? Mày vẫn chưa tin à? Tao xin lỗi. Tao cứ tưởng... Lâu ngày không gặp, tao không nghĩ là mày xấu tính như thế này đâu. Chắc gì mày đã bằng người ta mà suốt ngày đi chê ba như vậy. Tao biết lỗi rồi. Tao xin lỗi. Chị Nhiên à, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi ạ. Tôi xin lỗi chị ạ. Không cần đâu. Vấn đề này tôi tin là anh Dương sẽ xử lý theo đúng quy định của công ty. Ngày hôm nay tôi chỉ quan tâm đến việc ký hợp đồng thôi. Chị yên tâm, tôi sẽ xử lý thỏa đáng chuyện này. Tôi sẽ làm việc trực tiếp với chị Nhiên. Hai người về công ty đi và viết bản tường trình kiểm điểm về vụ việc này. Nếu không biết được thì viết đơn xin nghỉ việc luôn đi. Dạ vâng ạ. Em xin phép ạ. Dạ em xin phép ạ. Xin lỗi chị, tất cả là tại tôi. Không sao đâu, không trách anh được. Anh ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu bàn hợp đồng. Cảm ơn chị. Anh chị ơi, em xin phép ra ngoài một lát ạ. Ừ, em đi đi. Đấy, anh xem đi. Xem cái đứa em gái của anh nó sống như thế có được không? Sao đấy? Sao với chàng cái gì? Em gái của anh ấy về đây cả tuần rồi, thế mà đưa cho mình được có mấy triệu. Đúng là cái giống kẹo kiệt. Ơ kìa, sao em lại nói thế? Nó về đây có mấy ngày thôi, nó đưa cho em cả chục triệu rồi. Chưa kể là hàng tháng nó vẫn gửi đều cho vợ chồng mình. Như thế vẫn còn ít à? Chả ít thì không à. Nó làm chủ tịch chủ tiếc gì đấy cơ mà. Hàng tháng kiếm được tiền tỷ, thế mà đưa cho anh chị được một tí. Kiếm tiền có dễ đâu em. Cũng có lúc được lúc không chứ. Mà bao nhiêu năm nay nó gửi cho vợ chồng mình bao nhiêu tiền rồi. Anh thấy em đang tham lam đấy. Cái gì? Bây giờ anh bênh em gái anh, xong anh quay ra anh chửi tôi tham á? Khổ quá. Anh có chửi em đâu, anh chỉ đang nói chuyện với em thôi mà. Đúng ra vợ chồng mình phải biết điều đấy. Nó là em gái anh, nó thương vợ chồng mình nên mới cho mình tiền. Chứ nó không có nghĩa vụ để làm mấy cái việc này đâu. Thế chẳng nhẽ tôi đòi cho một mình tôi à? Tôi đòi là đòi cho cái nhà này này. Mà nó có chuyển tiền ấy thì anh là anh trai cũng được hưởng mà. Có mất đi đâu đâu mà anh phải tiếc. Làm cái gì mà anh phải tính toán với tôi ghê thế? Thôi được rồi, mình nói chuyện đến đây thôi. Không hàng xóm người ta nghe được á, người ta lại cười cho. Đứa nào? Đứa nào dám cười tôi? Tôi lôi cả mồm mà họ hàng lên tôi chửi cho một trận ấy. Thôi, em ở nhà nấu cơm đi. Anh đi ra đồng đây. Anh ra đấy làm gì? Hay lại tòm tem với con nào ngoài đấy chứ gì? Khổ quá, anh ra anh hái rau. Tòm tem với con nào? Lúc nào cũng nghĩ thế là nhanh thôi, cầm đấy. Tí nữa về mà không có cái cọng rau nào đừng trách ấy. Biết rồi.
Đúng là chủ tịch có khác, một năm mới gặp một lần. Anh lại trêu em rồi. Em cũng muốn về lắm, nhưng mà em nhiều việc nên là em không về thường xuyên được. À, thế đợt này về em về lâu không? Chắc là em ở đến hết tuần này anh ạ. Ừ, về có một tuần thôi à? À mà này, con bé Nga nhà anh ấy, nó nhắc em mãi đấy. Anh nói em mới nhớ, con bé học xong chưa anh? Học xong đi làm được một năm rồi. Ô, mới ngày nào còn bé tí, nhanh thật đấy anh ạ. Thì anh cũng già rồi đấy. Ừ, anh nói như thế, em lại thấy lo cho bản thân mình rồi đấy. Cô lo dần đi là vừa, họ hàng ấy, đang mong ăn cưới cô lắm đấy. Em chờ anh cưới trước đã, rồi em tính sau. Này, đừng có lôi anh ra làm bia đỡ đạn nhá. Em đùa thôi, nhưng mà bây giờ công việc của em cũng bận rộn, giờ có gia đình cũng khó anh ạ. Ờ, đấy là chuyện riêng của cô, anh không biết thế nào mà tham gia cả, anh cũng chỉ khuyên như thế thôi, lấy muộn sau này nó vất vả ra. Vâng, mà cái Nga không học đại học à anh, sao lại đi làm luôn như thế? Hồi nó thi tốt nghiệp anh cũng khuyên bảo nó nhiều lắm, nó bảo là nó không thích học đại học, nó thích đi làm luôn rồi kiếm tiền, sau này lấy chồng. Hay là anh bảo cái Nga lên chỗ em làm đi, em sắp xếp việc cho. Con bé này nó không đi xa đâu em ạ, nó chỉ thích quanh quẩn ở nhà thôi. Nó bảo nếu mà lấy chồng ấy, thì cũng phải lấy chồng gần mới chịu cơ. Tính con bé này hay thật. Mà nhắc đi cái Nga anh mới nhớ, anh có một chuyện thắc mắc mãi. Sao thế anh? Có chuyện gì vậy ạ? Chuyện là thế này, cách đây khoảng một tháng ấy, là mình có rộ lên cái vụ chơi bài bạc online rồi vỡ nợ. Hình như anh nghe thấy bảo bà Ngọc nhà em ấy, cũng dính đến bộ môn này đấy. Thật anh? Thật. Tại vì anh nghe cái Nga nó kể là bà Ngọc hỏi vay tiền nó, nhưng mà nó mới đi làm thì lấy đâu ra tiền mà cho vay. Hàng tháng em đều gửi tiền về cho anh chị ấy mà. Thế mới nói, vợ chồng nó đều đi làm, lại còn thêm cả phần em gửi về nữa, thì tiêu thế nào cho hết. Nên là anh cũng đoán là nó phải chơi bời gì đấy. Mà hôm anh ra quán nước ở đầu làng ấy, anh nghe loáng thoáng bảo là nó chơi cá độ bài bạc, anh giật mình luôn ấy. Anh nói mới để ý, dạo gần đây chị Ngọc cứ hỏi tiền. Hay là chị ấy dính vào môn ấy thật nhở? Anh nghe người ta nói thế nhưng mà không chắc chắn, nên không dám nói với thằng Long, sợ vợ chồng nó lại xích mích. Nhưng mà em là em gái của nó, em có thể tìm hiểu kỹ xem, nếu mà bà Ngọc bà ấy chơi thật thì khuyên bà ấy bỏ đi. Vâng, em phải điều tra xem mới được. Dạ vâng, em biết rồi, anh cứ yên tâm ạ. Dạ, thế em tắt máy nhá. Chị đi chơi về rồi đấy à? Vâng. Anh Long đâu chị? Anh Long anh ra đồng rồi, chắc là tí nữa về em à? Vâng. Này, dạ, đi vào trong nhà uống nước đi, chị có chuyện này muốn nói với em. Vâng ạ. Uống nước đi này. Chị cứ kệ em, có chuyện gì thế chị? Chả là thế này, bên đằng ngoại nhà chị đang có chút chuyện cần đến tiền. Em xem em có tiền thì em đỡ chị một ít, thế xong rồi sau này chị có tiền chị trả lại cho em. Bên này có chuyện gì vậy chị? Sao em không nghe anh Long kể gì với em? Thì chuyện nó cũng có quan trọng đâu. Cái đứa em con nhà cậu bên đằng ngoại chị ý, nó đang chuẩn bị làm nhà, nó có hỏi với chị ít tiền, thế nhưng mà chị có đâu. Mà ngày xưa ấy thì nó cũng giúp đỡ anh chị nhiều, nên là bây giờ chị muốn giúp lại. Thế chị cần bao nhiêu tiền? Nếu mà em có thì cho chị vay 50 cũng được. Vâng, lát nữa em chuyển khoản cho chị. Chị cảm ơn nhá. Có gì đâu ạ. Mà chị bảo này. Dạ. Em đừng có nói gì với anh Long nhá. Sao thế chị? Thì anh Long ấy, anh ấy không muốn chị vay tiền em nữa, tại vì anh ấy ngại mà. Nhưng mà riêng cái quan điểm của chị là chị nghĩ thế này này. Em là em gái trong nhà, em có điều kiện thì em giúp đỡ anh chị. Rồi sau này á, nếu như mà em có khó khăn gì thì chị lại giúp đỡ lại em, đúng không? Vâng, chị nói đúng ạ. Thế lát nữa chuyển cho chị luôn nhá. Vâng. Thế thôi ngồi đi nhá, chị đi nấu cơm. À, thôi, chị để em đi nấu cho. Thôi cô ạ, mấy khi về quê đâu, ngồi đi, chị đi nấu cho. Vâng. Hey, chị yêu ơi, cho cốc trà đá đi. Có luôn. Loãng đi nha. Rồi. Dạo này trông phỏng phao á.
Nhặt được tiền đấy sao mặt vui thế? Cần gì phải nhặt được tiền? Chị quên á, là nhà em có mỏ vàng à? Ô, thế sao mày bảo nó keo kiệt lắm cơ mà? Nó keo kiệt, nhưng mà gặp ngay bà chị dâu thông minh. Thế là em có bà chị nó thôi. À, thế có tiền rồi, ra trả nợ chứ nhở? Biết ngay mà, bà chỉ thế là nhanh đấy. Ô, mày nợ tao bao lâu rồi? Ai cũng như mày á, thế quán tao đóng cửa sớm à? Biết rồi, tí nữa người ta khắc trả. Mà này, đây có ghi con gì không? Thôi, bây giờ con này á, không để đóm nữa rồi. Thế là giờ chuyển hẳn sang bộ môn cá cược rồi à? Chứ còn gì nữa, món đấy á, kiếm ăn dễ hơn. Đã kiếm được đồng nào chưa mà kêu kiếm ăn dễ hơn? Bây giờ chưa kiếm được á, ít nữa khắc kiếm được. Chứ đánh đề chỗ chị bao nhiêu lâu á, em đã trúng được con nào đâu. Chả qua là mày đen thôi, chứ người ta đánh chỗ tao vẫn trúng đầy đấy thôi. Thôi thôi, bà không phải dụ, đây không chơi nữa. Này, kể ra có em gái giàu thích thật đấy. Hết tiền chơi, nó lại bơm cho. Mày á, phải giữ thằng chồng mày cho cẩn thận vào. Kẻo nó mà bỏ mày á, là mày mất tất đấy. Giời ơi, em đố ấy, có mà bỏ được em. Thôi, đừng có tinh tướng, không biết thế nào mà lần đâu. Nhỡ đâu có con nào á, nó nhòm ngó vào cái mỏ vàng đấy, rồi nó trèo kéo chồng mày á. Lúc đấy á, ngồi ở nhà há mồm ra mà kêu. Đang yên, đang lành, tự nhiên nói thế, uống nước mất cả ngon. Tao muốn tốt cho mày tao mới nói, không tao cũng chả thèm. Vâng, chị tốt quá cơ, em cảm ơn. Chị ơi, chị có trả đá. Có luôn đây. Này em gái, cho anh hỏi thăm nhà Long Ngọc ở đâu ấy nhở? Các anh là ai? Cô em nhìn bọn anh như thế này mà không biết bọn anh là đòi nợ à? Sao cơ? Các anh vào nhà đấy đòi nợ á? Con vợ thằng Long chơi bạc online, nợ mãi không chịu trả. Cô em biết thì bảo bọn anh đi. Tôi không biết. Không biết mà hỏi lắm thế, vô còn điệt. Bà này đúng là bài bạc thật rồi. Anh Long. Ơ, anh chẳng em bảo đi đâu cơ mà. Chị đâu anh? Dưới bếp. Anh bảo chị lên nhà đi, em có chút chuyện muốn nói với anh chị. Có chuyện gì? Em nói đi. Chị Ngọc, chị nói đi. Có phải chị chơi cá độ online đúng không? Chị biết cái gì đâu. Em vừa ra đầu làng thì có hai tên đòi nợ đang hỏi thăm nhà anh chị để đòi nợ đấy. Có chuyện này á? Anh ơi, anh cứ bình tĩnh đi, không có cái chuyện đấy đâu. Nhiên nó cứ nói linh tinh ấy mà. Em không nói linh tinh. Thật ra mấy hôm trước em đã biết chị chơi cá cược rồi, nhưng em chưa có bằng chứng nên em không nói. Hôm nay gặp hai tên đòi nợ nên em mới về đây nói chuyện với anh chị đấy ạ. Cô nói đi, cái Nhiên nó là sao? Anh phải tin vợ anh chứ. Cái Nhiên nó nói điều ấy. Nhìn em như thế này anh bảo em chơi bài bạc. Thế còn số tiền hôm trước chị vay em, chị cũng mang đi chơi hết rồi đúng không? Tiền nào? Ai vay cô? Cô đừng có nói linh tinh đi nhá. Chị nói với em, đứa em con nhà cậu của chị làm nhà nên chị muốn giúp đỡ người ta ít tiền. Em vẫn còn lịch sử giao dịch cho chị 50 triệu đấy. Chị còn chối à? Cái gì cơ? Em con nhà cậu? Em nào? Cậu nào? Anh... Cô còn lừa dối tôi những cái gì nữa hả Ngọc? Anh ơi, anh bình tĩnh, anh nghe em nói đã. Em không có lừa dối anh cái gì hết. Bây giờ hai người cứ ngồi đây, em đi lấy tiền về cho hai người xem nhá. Chị Tuyết ơi, chị Tuyết. Mày còn ra đây làm gì? Vừa nãy á, có hai thằng côn đồ đến hỏi nhà mày đấy. Thôi chết, nó hỏi thăm về tận đây rồi cơ à? Ừ, mày mà không trốn đi á, nó tìm thấy á, nó chém mày đấy. Ôi, thế nhưng mà em biết trốn đi bao giờ? Mày cứ trốn đi rồi tính sau. Rồi. Nhanh lên. Đây có phải là nhà con Ngọc không nhỉ? Các anh là ai mà tùy tiện xông vào nhà người khác thế này? Bọn tao là đòi nợ. Mày là chồng con Ngọc đúng không? Ngọc có nợ gì các anh? Mày đúng là thằng chồng đần độn. Vợ mày nó chơi bài bạc mà mày không biết gì à?
Thế là có chuyện này thật sao? À còn kìa, mày là người nhà này à? Thế mà ban nãy tao hỏi mày, mày bảo không biết, có muốn ăn đập không? Chị ta nợ các anh bao nhiêu tiền? Cũng không nhiều lắm, 200 triệu thôi. Cái gì? 200 triệu? Nó chơi từ bao giờ mà nợ các anh tận 200 triệu? Thế đã là gì? Có người chơi một đêm hết cả tỷ kìa. Còn khốn nạn này, nó đâu rồi? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Chắc là con vợ mày, nó bỏ trốn rồi. Thuê bao quý khách vừa gọi. Thôi anh, đừng có gọi nữa. Chắc là chị ta bỏ trốn thật rồi. Còn khốn nạn này, sao nó dám lừa cả chồng nó thế à? Đừng có lại nhảy nữa. Vợ mày nợ thì mày trả. Chúng mày là vợ chồng cơ mà. Tôi không có tiền đâu. Nó chơi thì hai người đi tìm nó mà đòi. Không có tiền á? Không có tiền thì tao đập cái nhà này. Các anh đừng có manh động. Tôi báo công an đấy. Mày báo đi. Để tao xem công an đi theo mày được đến bao giờ. Thôi được rồi, để tôi trả. Đấy, biết điều như con này có phải tôi đâu. Anh nhìn em kiểu gì mà lạ thế? Cô còn mặt mũi mà về nhà này nữa? Có chuyện gì thế ạ? Em làm sao đâu? Cô không phải giả vờ giả vịt nữa. Tôi viết đơn ly hôn rồi. Vào nhà ký đi. Sao tự nhiên lại ly hôn ạ? Không có gì là tự nhiên cả. Cái loại bài bạc lừa chồng dối con như cô á thì không xứng đáng ở cái nhà này nữa. Mình ơi, mình đừng làm thế với em mà tội em mình. Em biết là em sai rồi. Mình đừng đuổi em mình nhá. Em xin hứa là em không bao giờ em chơi mấy cái đấy nữa đâu. Mình ơi. Cô chơi một hai lần thì tôi còn có thể tha thứ cho cô. Đằng này cô chơi cả năm nay rồi mà tôi không hề hay biết gì cả. Cô lấy hết tiền của Nhiên để đổ vào bài bạc. Cô thấy cô làm thế có được không? Mình ơi, đừng mà mình. Em biết là em sai lắm rồi. Mình tha cho em một lần này thôi mình nhá. Vào nhà ký đơn ly hôn đi. Tôi không thể sống với loại người như cô được nữa. Mình Nhiên ơi, chị biết là chị sai rồi. Em nói với anh trai giúp chị một câu Nhiên ơi. Tôi trả tiền giúp chị rồi đấy. Coi như là anh em tôi hết tình hết nghĩa với chị. Chị nên thay đổi đi. Lũ khốn nạn chúng mày nữa. Đã không tha thứ cho tao rồi thôi, lại còn lên mặt dạy đời á. Tao đây đếch cần nhá. Ly hôn thì ly hôn, tao sợ chắc. Sao anh lại có thể sống được với người vợ như thế này suốt bao nhiêu năm chứ? Thôi anh ạ, chị ta không biết sai. Sau này chị ta sẽ khổ thôi. Anh đừng buồn quá. Anh xin lỗi. Mình là anh em mà. Anh không cần phải nói những lời đấy đâu. Từ bây giờ trở đi, anh cứ sống vui vẻ. Anh là người tốt mà. Chắc chắn sẽ có người tốt đến với anh thôi. Ừ, anh hiểu rồi. Vào đi. Em chào chủ tịch ạ. Ừ, xin chào. Công việc thế nào? Có cảm thấy áp lực gì không? Đúng là việc bên tập đoàn mình so với công ty mà trước đây em làm thì có hơi nặng. Nhưng mà em làm được ạ. Tốt. Dù sao cô cũng là người mới. Nếu có khó khăn gì cứ trao đổi với tôi. Vâng, em cảm ơn chủ tịch ạ. Được rồi. Mà tìm tôi có việc gì không? Chủ nhật tuần này toàn bộ tập đoàn mình đều được nghỉ đúng không ạ? Đúng vậy. Chủ tịch, vậy hôm đó anh cũng ở nhà chứ ạ? Thường thì chủ nhật tôi sẽ đi dạo hoặc là ở nhà với vợ con. Chị nhà đúng là hạnh phúc quá. Mà tự nhiên cô hỏi chuyện này làm gì? Chủ tịch ạ, chẳng là người yêu của em cũng có công ty riêng. Anh ấy ngưỡng mộ anh đã lâu,
thế nhưng mà lại chưa có cơ hội để gặp mặt. Nếu như anh cho phép thì chủ nhật tuần này em và anh ấy có thể đến thăm anh được không ạ? Chủ tịch, nếu như anh cảm thấy phiền thì thôi ạ. Được rồi, cô là người có năng lực, chắc hẳn chúng ta sẽ còn làm việc lâu dài. Thôi thì cứ đến đi, tiện thể đưa người yêu đến luôn, giúp được gì tôi sẽ giúp. Chủ tịch nói thật ạ? Bản thân của tôi cũng lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Đối với những người có chí tiến thủ, tôi luôn ủng hộ. Chủ nhật đến đi. Vâng, vậy em thay mặt anh ấy cảm ơn chủ tịch ạ. Được rồi, về làm việc đi. Em xin phép. Em nói thật à? Em có rảnh hơi đâu mà đùa anh. Chủ nhật tuần này anh sang đón em rồi mình cùng đi. Người yêu anh giỏi thật sự. Mới vào làm chưa được bao lâu, thế mà đã chiếm được lòng tin của chủ tịch rồi. Đấy, thế mà anh cứ muốn em về cái công ty bé tí của anh làm gì? Anh biết rồi. Nói là như thế, nhưng thời gian sắp tới anh phải biểu hiện cho tốt vào. Tập đoàn ABA là tập đoàn lớn, không thiếu gì đối tác muốn dợ hơi đâu. Ừ, anh biết mà. Thế nhưng mà em nghĩ xem là anh nên mua quà cáp gì nhỉ? Tuần trước em vừa thấy thằng cha giám đốc gì đấy tặng đồng hồ Rolex cho chủ tịch và bị từ chối thẳng thừng đấy. Thế à? Vậy thì mang phong bì. Đầu óc của anh đúng là chán thật đấy. Bảo sao công ty mai vẫn dậm chân tại chỗ. Người ta từ chối thẳng thừng như thế là quá rõ ý rồi còn gì. Mang tiền bạc với cả mấy đồ xa xỉ đến để làm gì? Thế chả nhẽ mình lại đến tay không à? Người như chủ tịch Dương ấy thì có thiếu thốn cái gì. Dăm ba mấy cái thứ đấy anh ấy không cần đâu. Hơn nữa em thấy anh ấy là người giản dị, mình nên đánh vào điểm này. Cứ mua mấy cân hoa quả đến, thế là được. Như vậy có đơn giản quá không nhỉ? Đấy, không nghe thì cứ mang phong bì đến. Đến lúc mà bị từ chối thì đừng có trách em. Ấy, em bình tĩnh, anh nghe mà. Nói nhẹ thì không nghe. Uống nước đi. Nước đi. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Hình như hôm nay anh Dương bảo là nhà có khách thì phải. Mua thế mít hoa quả vậy. Thôi, mua táo đi cô. Còn gần này thôi hả chị? Dạ vâng. Này tôi đắt hàng nên còn ít này thôi. Cô mua nốt giúp tôi với nhá. Cô lấy cả đi, tôi tính rẻ cho. Nhưng mà em lấy hết thì hơi nhiều chị ạ. Vâng, thế nhưng mà táo tươi cô cứ bỏ tủ lạnh ăn dần. Chứ còn có mấy quả, cô mà lấy ít thì tôi cũng khó bán. Vâng, thế thôi, chị cho em xin cái túi đi ạ. Quả này ngon này. Ừ, táo bao tiền cân? Dạ, táo 40.000 một cân. Thế nhưng mà cô này mua trước rồi ạ. Đưa túi đây. Cô ơi, chỗ táo này tôi mua trước rồi ạ. Chưa thanh toán tiền đúng không? Vậy bà chị lượn ra chỗ khác mua đi, tôi đang vội. Sao cô vô lý thế? Rõ ràng là tôi mua trước rồi mà. Nhìn quên một cục, bảo sao ngu. Xã hội bây giờ trước sau không quan trọng, quan trọng là có tiền, hiểu chưa? Cô vừa phải thôi nhá. 40.000 một cân chứ gì. Tôi trả 60.000. Cô đuổi cái con quê mùa này đi hộ tôi cái. Cô nói cái gì? Ê, hai cô bình tĩnh đã. Chị nói đi, rõ ràng là em đến mua trước đúng không ạ? Vâng, là cô đến trước ạ. Bà bị ngu à? Tôi trả tiền gấp rưỡi rồi còn gì. Biết là thế, nhưng mà chúng tôi buôn bán thì cũng cần phải có uy tín chứ cô. Uy tín á? Đói mốc cả mồm ra mà vẫn còn bày đặt uy tín. Bảo sao mãi không thoát khỏi kiếp nghèo hèn. Này, cô ăn nói cho cẩn thận đi, chị hơn tuổi cô đấy. Con danh con kia, mày thích gây chuyện với tao đúng không? Tôi thấy chính cô mới là người tới đây gây sự trước đấy. Gì mà lâu thế em yêu? Anh à, anh lại đây tống cổ cái con danh xấu xí quê mùa này đi hộ em cái. Nó đang tranh đồ với em đấy. Sao cô lại đổi trắng thay đen như thế? Tôi là người đến trước cơ mà.
Này cô em, trước sau gì đó không quan trọng, quan trọng ở đây nhiều tiền hơn, hiểu chưa? Hai người đúng là ngang ngược y như nhau. Này, mày nói cái gì đấy? Cô đừng có mà quá đáng nhá. Thôi, tôi xin hai cô bình tĩnh đã. Này bà kia, bà bán táo đúng không? Chỗ táo này gom hết lại cho tôi trả gấp đôi. Thế nhưng mà cô này đến trước rồi ạ. Bà Đức à, bà không nghe thấy tôi nói gì à? Tôi nghe chứ ạ. Thế nhưng mà, hay là để tôi chia đôi, mỗi người lấy một nửa nhá. Mẹ kiếp, cái con mụ già này, bà bị mù à? Người như tôi mà phải chia sẻ á, gom hết lại tôi lấy. Này, anh đang hết kiên nhẫn rồi đấy nhá. Cô em nên biết điều chút đi, không thì đừng có trách anh. Cô ơi, cô thông cảm giúp tôi được không ạ? Thôi được rồi, em cũng không muốn làm khó chị, chỉ bán cho họ đi. Vâng, vậy tôi cảm ơn cô nhiều nhá. Vậy cho nhanh, nãy giờ ngang ngược làm gì để vác nhục vào người. Khỏi cần trả lại. Của cô là 1,5 cân, tôi chỉ lấy đúng số tiền tôi đã bảo thôi. Cảm ơn cô. Mấy cái đứa nghèo toàn mắc bệnh sĩ, chán. Tôi gửi cô ạ. Chê thì đưa đây, nghèo lại còn sĩ. Cam đi anh ơi, cam ngọt lắm. À vâng. Thôi cũng muộn rồi, mua cam cũng được. Cam đi chị ơi. À cô ơi, cô mua cam đi, cam ngọt lắm cô ạ, mọng nước lắm. Vâng, bao nhiêu tiền 1 cân thế anh? Có 15.000 một cân thôi, cô chọn đi ạ. Thế anh cho tôi xin cái túi ạ. À đây. Đây, cô chọn đi ạ. Sao đi đâu cũng gặp con danh này thế nhở? Con này ngon cô này. À cô mua cam đi. Cam ngọt lắm cô ạ. Con danh kia, mày thái độ gì đấy? Cô ăn nói cho cẩn thận. Tôi nhìn cô như thế này, chắc cũng không hơn tuổi tôi đâu. Nhiều tuổi mà nghèo như mày thì có cái gì đáng tự hào để đem ra khoe chứ. Cô dì ơi, cô không mua hàng thì làm ơn đi chỗ khác giúp tôi với. Ai lại đứng trước hàng người ta để cãi nhau? Ông định về phe con này để bắt nạt tôi đấy à? Làm gì có ai bắt nạt cô đâu, nãy giờ toàn cô gây sự mà. Đưa cái túi đây. Này, cuối cùng là cô muốn cái gì đây? Tại sao từ nãy đến giờ cứ gây sự với tôi là sao? Vì tao ngứa mắt mày đấy. Lý do như vậy được chưa? Ôi, hai cô ơi, hai cô cứ bình tĩnh đã. Thực sự là nãy giờ tôi nhịn cô ta rất nhiều rồi, nhưng mà cứ càng nhịn cô ta lại càng quá đáng. Cô nhìn lại mình xem, quê mùa lôi thôi lếch thách bẩn thỉu, thế mà đòi tranh đồ với tôi á? Không biết soi gương à? Tôi thấy biển cô mới là bẩn thỉu đấy. Ôi trời, ôi. Con danh con này, mày chán sống à? Cô dám tát tôi á? Đã thế tôi không nhịn cô nữa. Thôi. Anh ơi, cứu em. Thôi. Ôi trời, hai cô ơi. Có gì từ từ giải quyết nào, sao lại đi đánh nhau chỗ tôi bán hàng thế này? Ôi trời ơi, thôi. Ôi trời ơi, thôi. Làm cái gì vậy? Anh thả cái tôi ra. Thôi. Anh Long, anh đánh chết con danh kia cho em. Anh có dọn thì đến đây, tôi nhịn hai người đủ lắm rồi đấy nhá. Này, cô vừa phải thôi nhá. Vừa phải cái gì? Là cô ta cố tình gây sự với tôi đấy. Anh còn đứng đấy làm gì? Đánh nó cho em. Em buồn cười chứ nhở? Cô ta là phụ nữ, ai đời đàn ông đi đánh phụ nữ bao giờ? Cô có sao không? Tôi không sao, cảm ơn anh. Nhìn người thì rõ sang mà cư xử thiếu văn hóa thật đấy. Anh lấy cho tôi 2 cân với. Dạ vâng. Từ từ đã. Trông em ổn chưa? Ổn rồi, yên tâm đi. Mà anh ấy chẳng được cái tác dụng gì cả. Thấy người ta bắt nạt em mà cứ đứng trơ mắt ra. Em thấy rồi còn gì. Cô ta hung dữ như thế, hơn nữa anh lại là đàn ông, ai lại ra tay phụ nữ, còn ra thể thống gì nữa.
Ai chà, đúng là nhà của chủ tịch tập đoàn ABA hiếu khác nhở. Đẹp thế. Thôi, đi vào. Anh nhớ nói cho cẩn thận đấy. Anh biết rồi. Ồ, tưởng là ai? Hóa ra chỉ là con ô xin quê mùa thôi à? Cô đang nói cái gì đấy? Mở cửa ra cho bọn ta vào đi. Đừng ngơ mắt ra đấy làm gì. Hai người đến đây làm cái gì? Em, bình tĩnh. Đánh chó về này mặt chủ chứ. Chào cô em. Đúng là có duyên thật đấy. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Hôm nay bọn anh đến đây để gặp ông bà chủ của cô em đấy. Họ có nhà không nhỉ? Mày điếc à? Ông bà chủ nào? Các người nói gì tôi không hiểu. Hai người là ai? Bọn tao là ai? Thì cái con ô xin như mày quan tâm làm gì? Cô vừa phải thôi nhá. Sao cứ mở mồm ra là ô xin này ô xin nọ thế? Mà có là ô xin thì làm sao? Sao cô lại xem thường người khác như vậy? Chạnh lòng à? Thế thì kiếp sau sinh ra đừng làm ô xin nữa. Thì không ai nói gì mày đâu. Cô nói cái gì đấy? Cô càng nói tôi càng chẳng hiểu gì cả. Thế cô em không làm ô xin thì ở đây làm gì? Có chuyện gì thế em? Khách của anh đến à? Em không biết là có phải khách của anh hay không. Chỉ có hai người này nó linh tai anh tinh. Chào chủ tịch ạ. Chào chủ tịch Dương ạ. Tôi là Long, người yêu của Nhung ạ. Hai người đến rồi à? Em làm gì đấy? Khách đến sao không mời vào nhà? Đây là khách mà anh bảo đấy á? Ừ. Giới thiệu với em, đây là Nhung, cô thư ký mà anh hay nói đấy. Còn cậu này thì vừa giới thiệu rồi. Chủ tịch, đây là... Giới thiệu với cô, đây là Nhiên, vợ của tôi. Và thôi, hai người vào nhà đi. Ai lại đứng ngoài cổng nói chuyện thế này? Đi. Dạ vâng, cảm ơn chủ tịch ạ. Đi. Em làm gì đấy? Em sẽ không cho hai người này vào nhà mình đâu. Anh muốn đón thì ra chỗ khác đi. Sao thế em? Không lẽ khi nãy xảy ra hiểu nhầm gì à? Dạ anh ơi, chỉ là hiểu nhầm thôi ạ. Hiểu nhầm thôi ạ. Vâng, tại khi nãy em chưa rõ thân phận của chị nên có hơi đắc tội. Chị bỏ qua cho em nhé. Tôi là phụ nữ, mà bình thường ấy, phụ nữ nhỏ nhen lắm. Làm sao rộng lượng bỏ qua cho cô được? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thì hôm nay em đi chợ ấy, anh bảo nhà có khách nên là em cố tình mua thêm ít hoa quả. Ai ngờ. Chị ơi, em xin lỗi. Cũng tại lúc đấy em vội quá nên em mới như thế. Với lại chị cũng đánh em một trận rồi còn gì. Có gì chị bỏ qua cho em nhá. Cô Nhung này, chắc hẳn là cô không biết tập đoàn mà cô đang làm là do tôi và vợ tôi vất vả gây dựng lên đúng không? Tính ra ấy, vợ tôi giỏi hơn cô nhiều lắm. Chẳng qua mấy năm nay cô ấy hy sinh công việc để ở nhà chăm lo cho gia đình thôi. Hóa ra là vậy ạ. Chỉ tính riêng chuyện vợ tôi đang nắm 40% cổ phần của công ty thôi thì tôi nghĩ cô cũng hiểu cô nên làm gì rồi chứ. Chủ tịch, chị ơi, chị cho em xin lỗi ạ. Hóa ra trước giờ cái ngoan ngoãn, hiền lành của cô trước mặt tôi chỉ là giả tạo thôi à. Cô diễn giỏi đấy. Có lẽ tôi nghĩ cô làm diễn viên sẽ hợp hơn đấy. Về viết đơn xin nghỉ việc cho tôi. Dạ chủ tịch Dương, có gì anh bình tĩnh ạ. Cô ấy xem thường tôi hay là đắc tội với tôi, tôi có thể bỏ qua. Nhưng đụng chạm đến vợ của tôi thì sẽ không bao giờ tôi tha thứ được. Hai người đi về đi. Đi vào thôi. Chủ tịch. Chủ tịch.